Chương 3. Gặp gỡ vị thầy bổn tôn. Người ta nói rằng việc có một người bạn tâm linh như hình mẫu là rất quan trọng, và anh trai xe trúc của tôi vốn tin rằng tôi sẽ trở thành một bậc siêu phàm đã nói tôi rằng em nên theo một vị đại đạo sư đích thực và làm giàu bản thân bằng những quán đảnh và truyền pháp về karma, giáo huấn truyền khẩu, người dịch, và tema, giáo lý ẩn mật. Chú thích: tiếng Tây Tạng là kata. Theo thứ tự, giáo lý truyền khẩu và những giáo lý được khám phá như là những kho tàng ẩn mật. Hết chú thích. Với những phẩm chất của sự nghiên cứu, quán chiếu và hành thiền, em nên tiếp tục theo gương một vị đạo sư linh thánh. Và thông qua sự tu học, giữ giới và thiện hạnh, em phải có khả năng nắm giữ giáo lý. Anh ấy cũng thường xuyên chỉ dạy tôi làm những việc đó như thế nào. Nói rằng, người ta luôn nói rằng những hành động và hành vi của Đức Yamjan Khense, Nipham Rinpoche, Sanchen Gassab và Gyaman Khenpo gần đà là đáng lưu tâm hơn của những vị nắm giữ giáo lý khác. Do đó, em cần thiết phải làm giàu tâm mình bằng việc nhận những quán đảnh và giáo lý Kama và Tẹt Ma của truyền thống Nhinh Ma từ Đức Sanchen Gassab. Việc học lấy điểm chính yếu của pháp hành như Nipham Rinpoche đã làm là rất quan trọng. Đó là điều cốt yếu. Nói đại thể, có nhiều học trò của Ngài, giam gong uyên bác, dữ dối, tôn quý và thành tựu nổi bật. Chú thích: ba ngài giam gòn gồm hai ngài giam gòn Yamjan Khense Wangpo và giam gòn Khonrul cùng với Mipham Rinpoche. Hết chú thích. Nhưng trong số họ, Mipham Mansuri đặc biệt chú ý đến Đức Sanchen Khansat. Khi ngài lâm chung, nguyện vọng cuối cùng của ngài là chuyển toàn bộ những cuốn sách của ngài cho Sanchen Khansat, coi ngài Sanchen là một ngoại lệ. Do đó, em nên nương tựa vào ngài như là bậc thầy gốc của mình. Vào lúc đó, chúng tôi đang sống trong một ngôi lều với hai người phục vụ. Một trong số họ là một tu sĩ và là người đi bộ đường trường rất xuất sắc. Người đã được gửi tới tu viện Sanchen cùng với một lá thư hỏi Đức Sanchen Gansap: chúng tôi đến nghe pháp khi nào thì thuận lợi? Bậc quy y tối hậu, hội chủ của Mạnh Đà La đang bệnh rất nghiêm trọng. Và bởi vì ngài đang ngày một già yếu, ngài không còn ở lại trong tu viện mà ẩn tu trong một động thất trên đồi đằng sau tu viện Sanchen. Hang động này là một phòng thờ tám mệnh lệnh, tập hội các chư thiện thể, và ngài sống ở đó như một tu sĩ ẩn tu, không làm bất cứ hoạt động gì. Ngài trả lời rằng: ta là một ông già ốm yếu, đang chờ chết. Ta vừa tự giải thoát khỏi tất cả hoạt động. Nếu sau này ta khỏi bệnh, ta sẽ cố gắng hết mức có thể để tiến hành những quán đảnh và giảng dạy giáo lý. Khi anh tôi nhận được tin này, anh khá vui sướng và nói: bây giờ chúng ta đã hoàn tất. Cha tôi đã quyết định rằng tôi nên tới và ở tu viện Sanchen một thời gian cùng với Gassab Rinpoche. Vào thời gian này, anh Sangye Nyenpa đã kết thúc đợt nhập thất 3 năm 3 tháng và anh cũng muốn gặp Đức Sanchen Khasab. Do đó, vào mùa hè năm 1924, khi tôi 15 tuổi, anh trai Sangye Nyenpa, gia sư xe trúc của tôi và tôi khởi hành đến tu viện Sanchen để tham vấn bậc thầy chứng ngộ hoàn hảo Gassab Rinpoche, bậc hội chủ duy nhất của gia đình tại Sanchen Tenyi Daigeling. Chúng tôi ở lại phòng thiên đường liên hoa bất tử của Gassab Rinpoche tại trung tâm nhập thất liên hoa quang, ở giữa tu viện và khu ẩn tu của ngài. Bậc thầy cao quý đang trong thời kỳ nhập thất nghiêm ngặt trong khuôn viên khu ẩn tu Chakrasamvara của ngài. Chú thích: khu ẩn thất của Sanchen Gassab Rinpoche có một hình ảnh Chakrasamvara tự xuất hiện trên vách đá, do đó mới có cái tên trên. Hết chú thích. Ngài gửi chúng tôi hai chiếc khăn nghi lễ qua người thầy giả tu sĩ Sinh Con và một tin nhắn nói rằng vị anh xe rúp đã gặp ngài trước đó, anh có thể gặp ngài ngày hôm sau. Tuy nhiên, bởi đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi, ngài sẽ gặp anh Sangye Nyenpa và tôi vào một ngày cát tường trong vòng 3 ngày tới. Tôi muốn gặp ngài ngay nên mấy ngày chờ đợi dường như rất dài. Khi chúng tôi tới khu ẩn thất của ngài vào đúng ngày ngài hẹn, Đức Sanchen Gassab không mặc y tu sĩ thông thường mà là một chiếc áo tracker màu vàng có dây lông thú. Tóc của ngài thả xuống vai và được uốn quăng ở phía đuôi. Khi tôi nhìn thấy vẻ mặt quý báu của ngài lần đầu tiên, ngài rất tươi vui. Hỏi anh Sangye Nyenpa giáo lý chính và phụ nào mà anh đã nhận được. Nói chuyện về pháp trong một thời gian dài, khi người thị giả mời trà và cơm cho thầy trò cùng lúc, anh hỏi xin Gassab Rinpoche một chiếc bát gỗ.
Ngài trả lời đùa là, đây là chiếc hộp đựng ngọc quý của tôi. Trước khi chúng tôi rời đó, tôi thỉnh cầu Ngài trao truyền pháp và giảng luận về những trước tác của Mi Pham Rinpoche. Đức Sechen Gyatsab nói rằng, nếu sức khỏe của Ngài cho phép, Ngài sẽ ban cho chúng tôi những quán đảnh và giảng giải về tác phẩm. Khamgo, một thầy giả cấp cao của vị thầy tôn quý của tôi, người đã ở cùng chỗ với chúng tôi đã nói rằng, trong quá khứ, sau khi đất kim cương trì Khense Wangpo đã ban toàn bộ quán đỉnh và ra kỳ lai già từ giáo lý khai mật tạng truyền khẩu, Ngài nói với Gyatsab Rinpoche, vì con là một hiện thân của đức thầy Prabhasi và Larab Chanrup Doje, khi con đến tu viện Sechen, con sẽ phải thực hành nhập thất kỳ lai già mở rộng trong khu ở của mình cho tới khi con hoàn thiện các dấu hiệu. Và khi đó, hãy làm nghi lễ cúng dường lửa. Chú thích: Làng Lap Chanchuk Doje, một thành tựu giả Pháp Vajakilaya vào thế kỷ thứ 13. Hết chú thích. Nghe theo lời khuyên này, Gyatsab Rinpoche đã thực hành nhập thất trong khu ở bang Chum thuộc khu ở Sechen. Sau 100 ngày, mặc dù Ngài chưa hoàn thành đủ biến trì tụng do bệnh tật, Ngài đã đạt được tất cả các dấu hiệu và tiến hành nghi lễ cúng dường lửa. Cũng vào thời gian này, Ngài đã để lại dấu chân của mình trên một tảng đá gần cửa phòng của Ngài. Sợ rằng mọi người có thể tìm thấy, Ngài ném viên đá đi xa. Nhưng Đức Khamgo đã nhặt được và xếp hòn đá đó vào phòng thờ của Ngài. Khi tôi nghe câu chuyện này, tôi luôn tràn đầy lòng sùng mộ và cảm thấy thậm chí còn tin tưởng vào Đức Sechen Khasap hơn bình thường. Một ngày, chúng tôi nhận được một tin nhắn nói rằng chúng tôi nên đi thăm Đức Sechen Gyatsab vào một ngày cụ thể nào đó. Đến hẹn, chúng tôi tới khu thất của Ngài lần nữa và Ngài nói rằng ngày đó sẽ ghi dấu sự khởi đầu của giáo lý và những quán đảnh. Chúng tôi bắt đầu bằng lễ quán đảnh giai đoạn chín mùi về kho tàng Mindrolin và Rasatova, thầm sau của Pháp Vương Tetrachinpa, hầm cốt của Đại Dương Nhẫn Mật Điển Vĩ Đại. Ngài ban quán đảnh chi tiết và đầy đủ theo nghi thức quán đảnh của Đức Jamgon Komchun. Và ngày hôm sau, Ngài giảng giải về bản văn gốc này. Ngài cũng ban những chỉ dạy bổ trợ và trao truyền thông qua sự đọc những tập văn bản gốc. Vào lúc đó, một học trò của cùng một dòng truyền pháp đó tới và thỉnh cầu quán đỉnh Varasattva. Theo lời thỉnh cầu khiêm tốn của người học trò, Rinpoche đã ban dựa trên hướng dẫn quán đảnh của Đức Khasap Tenzin Chogo. Chúng tôi cũng nhận được trao truyền thông qua sự đọc cuốn sách hướng dẫn quán đảnh này và tôi đã sao lại bản văn đó. Bổn tôn riêng của Khasap Rinpoche là kho tàng chiếc dao Kilaya tự tâm thâm sâu. Chú thích: tiếng Tây Tạng là Phuba Yansang Phuri, một kho tàng giáo lý ẩn mật Vajrakilaya được khai mật bởi Guru Chogwan Choki Wangchuk, thường được biết đến là Guru Chogwan 1212-1270, một trong năm đất khai mật tạng Pháp Vương Tekton Kings. Hết chú thích. Của Guru Chogwan. Nhờ đó, Ngài ban cho chúng tôi quán đảnh này theo trước tác của Đức Jamgon Komchum, bao gồm cả những chỉ dạy về quan kiến này. Sau đó, Ngài ban cho chúng tôi những chỉ dạy của riêng Ngài về luận giải lời vàng của những bậc trì minh vương về Kilaya. Cùng với quán đảnh giai đoạn chín mùi sau cùng, Ngài nói rằng mình đã nhận được quán đảnh toàn bộ giai đoạn chín mùi và giải thoát từ hai vị Jamgon. Và thông qua vị bổn tôn của riêng Ngài, Ngài đã đạt được một số dấu hiệu ban phước. Sau đó, Ngài ban cho chúng tôi quán đảnh kho tàng Kilaya tinh túy của dòng nhĩ truyền thâm sâu của Đức Khense Wangpo với những luận giải về bốn chiếc dao găm. Chú thích: tiếng Tây Tạng là Phubazi. Một, chiếc dao găm thiên của giác thức thuần tịnh nguyên ủy, tiếng Tây Tạng là Rigpa Kadagi Phuba. Hai, chiếc dao găm được treo bởi chiếc dây của lòng từ bi trải rộng khắp trùng, tiếng Tây Tạng là Khapa Thuze Chontaki Phuba. Ba, chiếc dao găm giọt bồ đề tâm đại hỷ lạc, tiếng Tây Tạng là Yansan Thikle Deba Chenpo Phuba. Và bốn, chiếc dao găm kép trọng yếu, tiếng Tây Tạng là Duyaraki Phuba. Hết chú thích. Sau đó, chúng tôi có được ưu ái thọ nhận trao truyền thông qua sự đọc cuốn Con đường hỷ lạc hoàn hảo vĩnh cửu, một nghi quỹ Kilaya mà Ngài biên soạn. Cùng với sự trao truyền ân phước Kilaya, nghi lễ Kilaya chịu thỉnh trường thọ, nghi lễ Kilaya chịu thỉnh sự phồn thịnh. Ngài nói với anh Sedrup,
Sẽ là tốt nếu con nương tựa hai vị bổn tôn tôn quý này. Chú thích: Sen Chen Con Trung là vị đạo sư chính khác trong tu viện Sen Chen. Hết chú thích. Và theo lời ngài, tôi thực hành trì tụng hàng ngày. Sau đó, chúng tôi thỉnh cầu đức Sen Chen Con Trung. Chú thích: Hai quán đỉnh Đồng Trúc tiếng Tây Tạng là Đồng Trúc Nhi, hai quán đảnh dành cho Narad Đồng Trúc, đảo lộn địa ngục thâm sâu nhất, tập giáo lý từ dòng Nhingma Kama, truyền thống Sô tiếng Tây Tạng là Sô Lúc, truyền thống của đức Sô Dê Sê Quang Trúc, một trong 25 đệ tử của đức Liên Hoa Sinh, quán đảnh tập hội hợp nhất tiếng Tây Tạng là Sô Chen Trúpa Thampa Rinpa Trúc Bang, một quán đỉnh Ayu Yoga chính yếu của Kama. Hết chú thích. Về cuộc sống và trái tim của trường phái Tân Dịch, quán đảnh chính yếu của nghi quỷ, sự phô diễn huyền ảo của những bổn tôn hiền minh và phẫn nộ, cũng như hai quán đỉnh Đông Trúc Visuddha từ truyền thống Sô, sự quán đảnh tập hội thống nhất gắn kết với chính thừa tiệm tiến cùng với quán đảnh pháp hành chính và giáo lý bổ trợ cùng với trao truyền qua sự đọc đối với mạng Đài La nghi quỷ của Kama. Chú thích: Giáo lý đại toàn thiện được chia làm 3 phần, được gọi là 3 cấp độ của đại toàn thiện. Cấp độ đầu tiên là cấp độ tâm, tiếng Tây Tạng là Semde. Theo cấp độ tâm, tất cả những hiện tượng nhận thức được đều không có gì khác ngoài sự phô diễn của bản tính tâm, của trí tuệ tồn tại tự tính không thể tiết lộ. Cấp độ tâm của những chỉ dạy được hàm ý dành cho những người quan tâm tới những tạo tác của tâm. Phần thứ hai của 3 cấp độ là cấp độ hư không, tiếng Tây Tạng là Longde. Theo cấp độ hư không, trí tuệ tồn tại tự tính và tất cả những hiện tượng khởi lên từ tính liên tục của chúng không bao giờ lạc ngoài không gian pháp tánh phổ hiền, chúng luôn thuần tịnh và tự giải thoát. Cấp độ hư không được dành cho những bậc mà tâm của họ giống như bầu trời. Theo phần thứ ba, cấp độ trao truyền trong bản tánh đích thực của luân hồi và niết bàn, không có chướng ngại gì để loại bỏ bởi không có giác ngộ để đạt tới. Hết chú thích. Rồi chúng tôi tiếp nhận quán đảnh toàn thể, trao truyền qua sự đọc từ tâm và từ hư không của dòng đại toàn thiện. Thích: Ba quán đảnh tối thượng cấp cao hơn, quán đảnh bí mật tiếng Tây Tạng là Sang Quang, quán đảnh trí huệ tiếng Tây Tạng là Xê Quang, ngữ quán đảnh tiếng Tây Tạng là Xích Quang, phô ý nghĩa siêu vượt thâm sâu về đại toàn thiện tiếng Tây Tạng là Dzogchen Atisab Yoninpo, một kho tàng được khai mật bởi đức Xe Trác Linh Pa. Hết chú thích. Tâm yếu của Vi Ma, tình túy tự tâm của bậc đạo sư, tâm yếu của Chư Đa Kini, tình yếu của Chư Đa Kini và tinh túy sâu xa. Thậm chí, dù tôi không hiểu chút gì về mục tiêu của quán đảnh bởi tôi vẫn còn khá trẻ và trí tuệ của tôi chưa chín mùi, anh Xe Rúp luôn luôn nói về tâm yếu và điều đó thật sự gợi cảm hứng đối với tôi. Khi thâm nhập vào thiền định trong lễ quán đảnh thứ tư, bậc thầy tôn quý của tôi hướng nhìn và chỉ tay về phía tôi hỏi: Tâm là gì? Tôi nghĩ một bậc hành giả vô già yogi vĩ đại như vậy, ngài thật sự đã nhận ra bản tính tối hậu và cảm nhận lòng sùng mộ sâu xa. Tôi thậm chí còn hiểu được làm thế nào để thiền định. Khả Sáp Rinpoche khi đó ban cho chúng tôi trao truyền qua sự đọc về con đường hỷ lạc vi diệu của đức Minrolin Chetsun Minjo Padron, một luận giảng về pháp tâm yếu của Vima hợp nhất mẹ và con, và nghi thức sơ khởi của pháp tâm yếu của Vima được đức Khense Wangpo thảo. Ngài cũng ban quán đỉnh toàn thể và trao truyền thông qua sự đọc đối với ba nghi quỷ gốc của tâm yếu và bình như ý. Chú thích: Giới nguyện Bồ Tát được truyền thống trong hai dòng truyền thừa truyền thống quảng hạnh tiếng Tây Tạng là Gachen Chogu, dòng truyền được truyền ban đầu bởi đức Di Đạt tới ngài vô trước, và truyền thống trung đạo thâm sâu tiếng Tây Tạng là Giác Mô Bumaluk, dòng truyền xuất phát từ ngài Long Thọ. Hết chú thích. Rồi ngài ban quán đỉnh cái bình, nghi quỷ hiện thân của tất cả đấng thiện thể của đức Minrin Techen, hay còn gọi là Tê Đắc Rinpa, kèm theo ba quán đảnh tối thượng giai đoạn cao hơn, những chỉ dạy về ý nghĩa siêu vượt thâm sâu về đại toàn thiện và đấng bảo hộ Sô Đắc theo truyền thống Kham của dòng Kama. Chú thích: Khi ban quán đỉnh, các bậc thầy kim cương thường đội một chiếc mũ đặc thù. Hết chú thích. Đặc biệt là trong ngày kỷ niệm ngày mất của bậc vô song Gampopa.
đã ban cho tôi giới nguyện Bồ Đề Tâm theo cả truyền thống Quảng Hạnh cũng như truyền thống Trung Đạo Thâm Sâu. Chú thích: những bản kinh văn về Pháp của một pho hay một tuyển tập cụ thể được sắp xếp theo mẫu tự của bản chữ cái tiếng Tây Tạng. Hết chú thích. Bởi bậc đạo sư tôn quý của tôi đã khá già và bệnh của Ngài khá trầm trọng, Ngài không còn có khuynh hướng thực hiện những nghi lễ chi tiết công phu nữa. Nhưng ngày hôm đó, Ngài mặc liền ba chiếc y Pháp, đội mũ Pandita và khá hào hứng khi Ngài đội luôn chiếc mũ của Đức Khensen Wangpo. Từ ngày đó cho tới bây giờ, anh trai Sangye Nyenpa vẫn thường cúng dường bậc đạo sư tôn quý của chúng tôi ba vật thực màu trắng, sữa đâm, sữa và bơ, cùng với ba vật thực ngọt, đường, mật, mật ong. Anh nói rằng chúng tôi cực kỳ may mắn nhận được giới nguyện Bồ Tát từ một bậc đại Bồ Tát và nên nuôi dưỡng tín tâm và niềm cảm hứng. Anh khuyên tôi một cách cụ thể rằng nên thệ giữ giới nguyện Bồ Tát mỗi sáng không gián đoạn từ ngày đó trở về sau này. Vào ngày thứ 10 của năm Con Khỉ, tháng thứ 5 theo lịch Tây Tạng, một nghi quỹ mở rộng chi tiết với những điệu nhảy linh thiêng đã được tiến hành tại tu viện Sanchen Tenyi Dageling, và Dzongchen Rinpoche đời thứ 5 đã tới xem những điệu nhảy này. Tôi có may mắn được gặp Ngài. Cùng với việc thọ nhận giáo lý từ thầy tôi, Đức Sanchen Gasap, tôi nhớ lại mật điển gốc của Guhi Gaba. Tôi đã không nghiên cứu bất kỳ bản văn kim cương thừa nào trước đó, nên tôi không hiểu và gặp chút khó khăn để nhớ lại. Nhưng cuối cùng, tôi cũng đã quen với những câu từ của bản văn đó. Tôi không nhớ chính xác thời gian, nhưng vào sáng sớm một ngày cát tường, tất cả chúng tôi, Đức Sanchen Khasap cùng với học trò đã cùng nhau hát bài kinh nghi lễ cúng dường Đức Văn Thù Cát Tường. Trong khi chuẩn bị cho việc truyền pháp thông qua sự đọc, những chức tác của Mipham Rinpoche, bậc hội chủ của trí tuệ nguyên ủy và lòng từ bi, để làm vang dội tiếng sư tử hóng tối thượng thừa trong thời kỳ đen tối này. Để bàn trà chuyện qua sự đọc, Ngài dùng các tập ca, kha và ga trong những văn bản in dài, những tập Om Ara Pachanadi của những bản văn in trung bình từ nhà in Lundrupten ở Dege. Chú thích: những bản kinh văn về Pháp của một pho hay một tuyển tập cụ thể được sắp xếp theo mẫu tự của bản chữ cái tiếng Tây Tạng. Hết chú thích. Từ những bản văn in của tu viện Dzongchen, Khasap Rinpoche trao truyền cho chúng tôi những bình giảng về Ketaka trong chương trí huệ Bồ Tát Đạo, bình giảng về nhận thức có giá trị, ý nghĩa phổ quát của tinh chất bí mật, cốt lõi của tính sáng tỏ, khẩn nguyện của dòng truyền thừa, phân tích kể về luận giảng kho tàng như ý chi tiết của Mipham Rinpoche, bình giảng từng từ trong chương thứ 18, những giáo lý, mục lục và luận giảng chi tiết về cuốn bình giảng về nhận thức có giá trị. Từ những bản văn in của tu viện Laka, chúng tôi nhận được nghi thức kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và giáo lý bổ trợ Bạch Liên Hoa. Từ những bản văn in của tu viện Sa Chen, chúng tôi nhận được nghi thức kính lễ Đức Phật Dược Sư. Từ những bản văn in của tu viện Ca Tóc, bình giảng về bản văn viết tay của Visuddha Bí Mật. Từ những bản văn in của tu viện Yon Sa, tuyển tập những bài ca tụng, tuyển tập các nghi quỹ, tuyển tập những giáo huấn, những chỉ dạy thâm sâu và luận giảng Bạch Liên Hoa về bài nguyện bảy dòng. Sau đó, bậc thầy tôn quý của tôi trao truyền cho chúng tôi qua sự đọc một tập hợp những giáo lý về tâm bản nhiên, những phân tích và những điểm khó của những bản văn triết học thông dụng. Nhìn xuyên qua những bản văn còn chưa được ấn hành, Ngài trao truyền cho chúng tôi toàn thể sự đọc về nghi quỹ đặc biệt về thánh nữ Marisi và Kurukule, chiếc bánh tọt ma gồm 4 thành phần, cùng với những ứng dụng của nó, biểu đồ bói toán bằng Arapasa, nghi lễ cúng dường lửa đấng hiền minh Vairasattva, nghi lễ cúng dường lửa đấng tài bảo Mahotara, nghi lễ cúng dường lửa đấng thu nhiếp Hayagriva, nghi lễ cúng dường lửa đấng phẫn nộ Yamantaka và nghi lễ cúng dường lửa đấng Varakilaya cho toàn bộ hoạt động. Chú thích: Marisi Goddess tiếng Tây Tạng là Lamo Ojekama, một phối ngẫu của Hayagriva. Kurukule tiếng Tây Tạng là Kurukule, một bậc bổn tôn nữ được coi như là một thân tướng của Đức Tara. Chức năng đặc thù của Ngài là thu nhiếp về trí huệ giác ngộ, nên thân Ngài có màu đỏ. Tiên tri Arapasa, một bản văn tiên tri thông dụng dựa trên thần chú của Đức Văn Thù được viết bởi Mipham Rinpoche. Mahotara tiếng Tây Tạng là Chemchok,
Chamjot Heroka là một biểu tượng trung tâm của giáo lý 8 Sadhana. Ngài thường giống với tinh chất cam lồ, vị Heroka chính trong gia đình bảo sinh. Thỉnh thoảng trong kho tàng tập hội chư thiện thể, Chamjot Heroka là vị Heroka hiện thân cho toàn bộ các gia đình Phật. Hết chú thích. Ngài cũng trao truyền cho chúng tôi qua sự đọc toàn pho đại toàn thiện, vàng ròng nguyên chất. Khi bậc đạo sư của tôi bắt đầu trao truyền qua sự đọc cuốn bình giảng của Mifam Rinpoche về hai phân tích của đấng bất bại Di Lặc Bồ Tát, tôi vẫn còn là một đứa trẻ với sự hiểu biết chưa chín mùi. Nhưng việc nghe đến những ngôn từ gọi sự ngạc nhiên về bản nghi lễ cúng dường các tường của Ngài đã thấm nhuần lòng sùng mộ và niềm cảm hứng trong tôi. Chú thích: nghi lễ cúng dường các tường tiếng Tây Tạng là Rasichocho, một nghi lễ được biên soạn bởi Đức Sanchen Gasap. Hết chú thích. Anh cả Sangye Nyenpa đã sao lại bản văn trên ngay lập tức, và nhờ đó, trong khi tìm lại trong những tác phẩm của thầy tôi, chúng tôi tình cờ nhận được trao truyền qua sự đọc nghi lễ cúng dường 1000 vị Phật của thời hiện kiếp này, sám hối tịnh hóa bằng ba giới nguyện, văn thù Bồ Tát trắng theo truyền thống Mati, nghi quỹ Sarawate trắng cùng với cuốn sách tụng, và một cuốn sách tụng trong kho tàng bí mật của đại học giả Mansuri Lodrothaye là nghi quỹ Trolo tự tâm khuất phục mọi xấu ác. Chú thích: một nghi quỹ dành cho Doje Lodro, tiếng Tây Tạng là Doje Golok, một trong tám thân tướng biểu hiện của Guru Padmasambhava, trong đó Ngài trong thân tướng phẫn nộ và cưỡi một con hổ cái. Hết chú thích. Được khơi cảm hứng bởi sự tình cờ đó, một niềm tín tâm vững chắc khác thường bừng sáng trong tôi, và từ đó cho đến nay, trước khi làm bất cứ điều gì quan trọng, tôi luôn tụng bản nghi lễ cúng dường các tường. Vào lúc đó, anh Sangye Nyenpa cũng nhận được trao truyền qua sự đọc cuốn những chủ đề nội tâm sâu sắc, hai giai đoạn và sự tương tục siêu vượt, cùng với hai bản văn phụ trợ trong bản văn chính mà anh đã nhận được từ Lama Kewang Trape thuộc tu viện Papung. Tôi cũng dừng bậc đạo sư của tôi khoảng 10 tấm giấy viết ngâm nghệ tay, hai chiếc bút và một chiếc khăn lụa, và thỉnh cầu chỉ dạy ngài truyền khẩu. Sau đó ghi nhớ tất cả những ngôn từ chỉ dạy trọng yếu ngài ban. Khi tụng chúng bằng tâm mỗi ngày, tôi cảm thấy mình nên hành xử phù hợp và cố gắng giữ chúng trong tâm. Cha tôi đã khởi hành đi viếng thăm di hài của đức Chimegawai Muju ở vùng Yakchuka, viếng thăm Changma Khen Rinpoche, tu viện Gemang, tu viện Kilung và những địa danh khác, và ông đã tới tu viện Sechen khi buổi giảng giáo lý gần kết thúc. Đức Sechen Khasap đã từ bi ban cho ông giáo lý về chiếc bình mật ong hoàn hảo, cuốn hướng dẫn chi tiết của riêng ngài về phương pháp luyện tâm bảy điểm, cũng như những chỉ dạy tinh yếu về tìm thấy sự nghỉ ngơi huyền ảo. Chú thích: luyện tâm bảy điểm tiếng Tây Tạng là Lo Chong Do Dun Ma, được thánh Atisa biên soạn. Hết chú thích. Vào cuối buổi giảng giáo lý và quán đảnh, chúng tôi tiến hành lễ cúng dường tạ ơn 3 ngày theo pháp hành trường thọ được phát lộ bởi Ratna Lingpa. Đức Sechen Khasap cũng tiến hành những lễ quán đảnh ngắn gọn và chi tiết những giáo lý cùng tập được khai phá lại pháp hành trường thọ tập hội bí mật. Tôi đến viếng thăm Sechen Khasap Rinpoche khá thường xuyên sau đó. Ngài rất yêu trẻ con và ngài dường như thích đùa chơi với tôi bất cứ khi nào tôi ở đó. Ngài luôn dịu dàng, chu đáo và nhẹ nhàng. Trong những buổi lễ quán đảnh và những dịp lễ khác, ngài thường gặp gỡ, chơi đùa và kể chuyện cho các vị tái sinh và tu sĩ nhỏ tuổi. Nghiên cứu văn phạm và thơ ca. Sau đó, chúng tôi tới tu viện Rodam Yonchen, nơi chúng tôi cúng dường tới hòm đựng di hài quý báu của Đức Khenchen Losa, vốn được chôn trên một ngọn núi. Từ Gemang Rinpoche, chúng tôi nhận được kênh vô lượng thọ như là một mối liên kết với Pháp. Và anh Sangye Nyenpa và tôi đã nhận những món quà đại diện về thân, ngữ, ý này. Chú thích: tiếng Tây Tạng là Su Sung Thuk Ten, những linh vật biểu tượng cho thân, ngữ, tâm giác ngộ. Ví dụ tượng, các kinh văn và tháp theo thứ tự, chúng thường đi kèm với một mảnh đà la cúng dường vào những dịp quan trọng. Hết chú thích.
Tôi gặp Dzogchen Rinpoche đời thứ năm. Người là một bậc đại thành tựu giả mà tôi nhận quán đỉnh, trường thọ 100 lần và nhận trao truyền mật điển Vajrakilaya từ ngài. Tôi cũng tới trường tu của tu viện Dzogchen, nơi tôi nhận được trao truyền về kinh Amitajus lần nữa và gặp Kenpo Lagon. Ngài đã tới để tiến hành nghi thức lễ tang cho cháu của ngài. Tôi nhận được trao truyền pháp ba dòng đánh vào điểm trọng yếu từ ngài. Ngài cũng ban cho tôi bản sao của bản kinh văn này và chơi đùa rất nhiều với tôi. Tôi rất thích ngài. Sau tu viện Dzogchen, tôi tới tu viện Kalin, nơi mà bậc tu hành nổi tiếng là Đức Kunga Paden đang sống. Và từ ngài tôi nhận được sự ban phước trường thọ từ nghi quỹ thập hội trì minh vương. Sau đó tôi trở về Gawapu và Kempo Senga lại tiếp tục giảng dạy cho tôi. Rồi chúng tôi lại tới tu viện Papum Thupten Chokolin và lưu lại ở khu ở của các tu sĩ dòng họ Agodigo. Nơi chú của tôi là Matradon từ Papum đã chăm sóc chiều mến tôi. Ông cho tôi một bộ quần áo mới và một chiếc chén cổ đựng trong một cái hộp. Ông có một ngôi nhà gỗ mùa hè, đó là nơi ông cho chúng tôi lưu lại đó để học tập. Dường như Sito Rinpoche sắp nhập thất 3 năm và không thể gặp được chúng tôi một chút nào. Ngài là một bậc học giả uyên bác và đã từng thọ nhận những giáo lý chứa đựng trong 13 bản văn triết học chính yếu của Ấn Độ từ Kempo Senga. Sito Rinpoche nói với chúng tôi, chờ cho tới năm mới khi ngài ngừng nhập thất thì chúng tôi mới có thể gặp được ngài. Chúng tôi cũng được mời ở lại sau năm mới để xem những điệu nhảy và tham dự khóa lễ 10 ngày, dâng cúng Đức Padmasambhava. Do đó, chú Trà Đòn thỉnh cầu bậc thầy tổng cấp cao Đức Tenzin Doze, vốn là một trong hai học trò thân cận của Đức Jamgon Kongtrun, để dạy tôi năm bộ môn khoa học truyền thống gồm cả văn phạm và thơ ca. Chú thích, năm bộ môn khoa học là triết học, ngôn ngữ, logic, y khoa và nghệ thuật. Ngũ Minh, hết chú thích. Đức Tenzin Doze sở hữu những phẩm tính của sự hiểu biết và chấn ngộ, nghi quỹ đạo sư phẫn nộ trí huệ chói lọi, dành cho sự ổn định chung của giáo lý Kagyu trong tu viện. Chúng tôi thăm ngài trong thất và ngài giảng giải cho chúng tôi chi tiết về văn phạm và phát âm dựa trên bình giảng của thị kiến hoàn hảo của sự phô diễn thanh lịch. Ngài nói rằng ngài đã học văn phạm với Đức Chamchan Lekpai Lodro, cũng được gọi là Đức Serin Tashi, người đã từng là thầy giả của Đức Khense Wangpo. Ngài nói rằng cách thức giảng dạy của ngài về ba thì, động từ, chủ thể, đối tượng đều dựa trên chỉ dạy truyền khẩu của bậc thầy của ngài. Sito Rinpoche có một thầy giả đặc biệt có khiếu trong phát âm, và thậm chí dù cho ngài kiểm tra tôi rất nhiều và chỉ có một hai câu hỏi là tôi không thể trả lời được. Ngài nói rằng trình độ giáo dục của tôi đã rất cao và ngài thật sự đánh giá cao về điều đó. Ngay cả anh Sange Nyenpa đã học môn đó trước rồi, anh vẫn học lại và nói rằng phần lớn ví dụ rất tuyệt vời. Đức Tenzin Doze cũng dạy cuốn Ngọn đèn của văn phạm giao tiếp và cuốn phân tích chi tiết về tiền tố. Rồi sau đó, ngài lại giảng giáo lý chi tiết về tất cả ba chương của cuốn Chiếc gương thơ ca, sử dụng bình giảng chính của Đức Dokampa Chokenyima, bậc tâm tự của Đức Chamgon Chosun và cộng sự của ngài. Chú thích, Chamgon Chosun, Situ Choki Chung này, vị thầy của Đức Khamchun Rinpoche đời thứ tư, Chokenyima, 1699-1774. Chiếc gương thơ ca, tiếng Tây Tạng là Nyanga Melon, là một bản văn được biên soạn bởi bậc thầy Bà La Môn Ấn Độ Dandi, gồm 3 chương, trong đó Đức Diego chỉ nghiên cứu, giảng phần giữa và chương quan trọng nhất. Hết chú thích. Tôi mượn những cuốn sách tương tự mà thầy tôi viết trong mối liên kết với Đức Tara Trắng, sử dụng những ví dụ về 35 mối trang hoàng về nghĩa và đưa ra các ví dụ về từ tương đương rồi học chúng. Rồi tôi làm bài kiểm tra về môn soạn văn. Đức Tenzin Doze nói rằng, bởi tôi đã học một chút về khoa học nội minh, Inner Science, trước đó nên tôi đã khá hiểu biết rồi. Tập hợp những bài ca tâm linh và bài tụng của những bậc toàn tri Chitmay Limpa và Khensen Wangpo đặc biệt hợp với khí chất của tôi. Và tôi học chúng rất kỹ,
Bất cứ lời tán tụng hay cầu nguyện nào tới đấng Chimelingpa mà tôi muốn viết đều nhanh chóng xuất hiện trong tâm trí tôi và thật dễ dàng để viết. Khi chúng tôi tới chương giữa, thầy tôi đã khen ngợi rất nhiều về sự sáng suốt của tôi bằng thơ khi ngài viết ví dụ. Ngài nói rằng, nói chung, sau khi nghiên cứu cuốn chiếc gương thơ ca, sáng tác của mỗi người sẽ phù hợp với cá tính riêng của họ và không phù hợp với quy định của thơ ca. Đức Tenzin Dorje rất vui mừng trước sự tiến bộ của tôi và ngài thật sự muốn tôi ở lại đó để hoàn tất việc học, nhưng cha tôi không đồng tình. Đi trước bằng những chỉ dạy về khoa học ngôn ngữ, năm phần ngành của người thư ký tu viện Xe Chen, chú thích, Xe Trúc Pandita, Xe Chen Onchun Thutop Nanga, một vị tái sinh rất uyên bác, người là thư ký cho tự viện Xe Chen, hết chú thích. Đức Tenzin Dorje đã giải thích chi tiết về Kalapa toàn tập và những bản văn về ngôn ngữ Tika. Ngài nói rằng ngài đã nhận những giáo lý này từ Lama Serap Ose của tu viện Penjun, người là học trò của thầy giả của Đức Khense Wangpo. Đức Serin Tashi sống tại tu viện Yonsa. Ngài luôn nói rằng tôi đã thực sự làm chủ được cấu trúc ngôn ngữ và rằng ngày nay thật hiếm có người hiểu được lý thuyết về ngôn ngữ. Ngài nói rằng những ai đã hiểu lý thuyết về ngôn ngữ là những người giống như những bậc dịch giả trong quá khứ và hai vị Lạt Ma Jamgon. Anh Sange Nyenpa đã nghiên cứu thơ ca từ trước đó, do đó những tác phẩm của anh đều tốt. Khi anh học chúng một lần nữa cùng với tôi, việc bắt chước những kỹ thuật soạn văn trong bài viết của anh đã tỏ ra rất hữu dụng đối với tôi. Khi anh làm một bài thơ theo thể chữ đầu truyền thống của Tây Tạng tới đất Mipham Rinpoche bằng 10 chủ thể của sự uyên bác và 4 dạng thức của sự phân biệt đúng đắn, tôi cũng viết thử một bài thơ như vậy bằng 8 kho tàng lớn lao của sự hùng biện dũng cảm và 4 dạng của sự phân biệt đúng đắn. Chú thích: bánh xe hoàn hảo, tiếng Tây Tạng là Kunzen Kolo, một thể thơ chữ đầu, có vần luật, hết chú thích. Anh Sange Nyenpa kèm cặp tôi, chữa bài cho tôi và rèn luyện tôi. Chúng tôi làm bài kiểm tra với học giả Lama Trape, tâm tử của hai vị Jamgon Rinpoche. Và khỏi phải nói, bài kiểm tra của anh Sange xuất sắc. Về phần tôi, người chấm bài có nói, bài thơ của vị tái sinh trẻ tuổi này thật sự xuất sắc và gửi lại bài tôi viết được cuốn bởi một chiếc khăn lụa. Khi anh Sange Nyenpa tới viếng thăm bậc thầy uyên bác Lama Trape khi ngài sắp đi xa, Lama Trape nói với người thị giả của ngài, viết những cái tên của các bậc đạo sư của ngài bằng chữ cái to và treo lên để ngài có thể nhìn thấy. Ngài nói, đây là cách để tôi nhớ đến những bậc thầy của mình. Sau khi Lama Trape thị tịch, anh Sange Nyenpa cầm lên danh sách và dường như đó là dòng truyền tâm yếu của Chesun. Khi tôi viết bản ca ngợi bậc toàn tri Chimelingpa, dường như đó là bản văn hay nhất trong những tác phẩm của tôi kể từ lúc đó. Tôi đưa bài ca đó cho một số vị Kenpo cao cấp. Các vị đó nói rằng, tôi viết rất tốt, và khi họ đưa bài thơ đó cho những người khác nữa, tôi nghe thấy có rất nhiều lời ca tụng. Trong tháng 4, Đức Ganse Trokun đến chủ trì khóa hành trì Nguy Quỷ, tập hội bí mật của Quán Thế Âm, một kho tàng của Ratnalingpa. Tôi gặp Đức Gase Chochun và cũng có được ưu ái nhận được quán lĩnh chính yếu của nghi quỹ này. Vào tháng 5, khi hoàng tử Dege, viên chức vùng trung tâm Tây Tạng, Trê Thong và tất cả các bộ trưởng sứ Dege đến tham dự khóa lễ 10 ngày ở tu viện Papung, Đức Khensen cho Kiloto, bậc hội chủ của Đại Dương Pháp ở Tây Tạng cũng tới tu viện. Đó là khi tôi gặp ngài. Và tôi cảm thấy một lòng sùng mộ, niềm yêu mến đích thực và tự nhiên, giống như một người con gặp lại cha mình. Khi nói chuyện với tôi, ngài nói rằng trước đây rất lâu, ngài thường đến thọ nhận những quán đảnh kho tàng những giáo huấn tâm linh và trao truyền từ Xe Chen Khasap Rinpoche. Mỗi hóa thân của Papum Sito Rinpoche đều kỳ vọng một vị lạc ma từ gia đình Digo để phụng sự và hộ trì việc thiết lập giáo lý theo cách thức mang tính chính trị và tôn giáo. Đó là một hệ thống tốt đã được duy trì không gián đoạn. Vào năm 1924, tôi gặp Đức Sito Pema Wang Chok, và bất cứ khi nào tôi tới gặp ngài, ngài luôn cho tôi quà là hoa quả, một đôi ủng thêu của Trung Quốc mà các vị lạc ma hay dùng theo thỉnh cầu, và những vật dụng khác.
Khi anh xe trúc và tôi xuất gia tới tự viện Sen Chen, ngài đã gửi 4 gia súc chở đồ như ngựa, trâu và 2 người phục vụ. Ngài luôn cho chúng tôi những đồ dự trữ cần thiết và ngài cực kỳ tốt bụng. Khi tôi biết tin Đức Khense Choki Lotro chuẩn bị khởi hành để nhận pháp khó tan những giáo huấn tâm linh từ Gyatso Rinpoche, tôi tới để gặp ngài và thỉnh cầu quán đảnh. Khi ngài xác nhận tin này, chúng tôi đều thỉnh cầu rời khỏi tu viện Papum Situ. Situ Rinpoche tuy nhiên lại muốn anh Sange Nyenpa ở lại với ngài, như truyền thống thường có đối với một người đàn ông đến từ Đen Cốc chia sẻ cuộc sống tu sĩ tại Papum. Nhưng ngài để anh xe rút và tôi đi. Ngài rất từ bi, còn cho chúng tôi một vài rô và trâu dắt, tất cả đồ ăn dự trữ và rất nhiều thứ khác. Chúng tôi tới tư viện Sen Chen một vài ngày trước khi Đức Khensen Choki Lodro tới và tới viếng thăm Khasap Rinpoche. Ở trung tâm nhập thất liên hoa quan của tu viện Xe Chen, chúng tôi nghĩ lại khu ở của Ba Trung Lama và có phước báo lớn được ở bên Đức Xe Chen Gasap, nhận được cam lộ chỉ dẫn của ngài. Tôi thỉnh cầu ngài kiểm tra bài thơ mới làm của tôi và một bài ca ngợi Mipham Rinpoche. Ngài đã kiểm tra chúng rất kỹ lưỡng trong ít ngày. Một ngày ngài nói rằng tôi đã học và rèn luyện chăm chỉ như vậy là rất tốt và bài viết của tôi cũng rất xuất sắc. Mỉm cười, ngài khi đó quàng một chiếc khăn lụa lên cổ tôi. Khi anh trai xe rút nói rằng, Rinpoche, thay vì ca ngợi và quàng khăn lên cổ em con, xin hãy từ bi chỉ cho chúng con làm thế nào để cải thiện tốt hơn bài viết của em ấy. Khasap Rinpoche trả lời rằng, bài văn của tôi thật sự là rất tốt, và thơ của tôi sẽ trở nên tuyệt vời. Nhận giới nguyện tu sĩ từ Đức Sechen Gasap. Trước đó tôi đã nhận giới nguyện tu sĩ từ Đức Khenpo Sangha, bậc có những phẩm chất làm lợi lạc như giữ giới kiên định và sự uyên bác vô song. Nhưng bởi dòng truyền thừa pháp của ngài là dòng cấp cao hơn so với giới luật Vinaya, và thời gian này trùng hợp với thời gian mà bậc thầy tôn kính Sechen Gasap của tôi ban giới nguyện tu sĩ cho một số người. Chú thích: dòng truyền cao hơn của dòng giới luật tiếng Tây Tạng là Tokdung, một dòng truyền được giới thiệu với Tây Tạng bởi Kashmiri Pandita Sakasri, dòng thấp hơn được giới thiệu bởi sư trưởng tu viện Santara Krishita. Hết chú thích. Anh trai Sarup đã xin phép cho tôi nhận giới nguyện lần nữa và Gasap Rinpoche đã từ bi chấp thuận. Do đó tôi nhận được lễ thụ phong giới luật cấp thấp từ Gasap Rinpoche cùng với Sechen Gonto trong cung và cháu của thầy tôi là Khenchen Lodro Rapse. Trong khu thất Chakra Samvara, giới nguyện của chúng tôi được thiết lập như thật bởi một tập thể 5 người. Vị thầy tôn kính Sechen Gasap, người thừa kế duy nhất của dòng Sakka, Sechen Kongchun, Sechen Kempo Gumeloden và những người ban giới nguyện phụ trợ. Trưởng tu viện của tôi Đức Sechen Gasap đã thọ nhận giới nguyện từ Đức Khechen Pema Vajra từ tu viện Yongchen, người còn được gọi là Pema Damcho Ose, và là tâm tử của Đức Gasei Senpen Thaje, con mắt độc nhất của giáo lý từ tu viện Amdo. Bởi ngài thường ốm nặng về những che chướng, thầy tôi đeo một chiếc nhẫn kim loại được làm từ một chiếc dao gây ra cái chết thình lình. Trên ngón tay đeo nhẫn bên bàn tay trái của ngài để bảo vệ. Chú thích: dạng nhẫn này tiếng Tây Tạng là Kri Khak, được làm từ một con dao mà với nó, một người đã phạm tội sát nhân. Người ta nói rằng việc đeo chiếc nhẫn làm từ con dao kim loại đó là một sự bảo vệ mạnh mẽ. Hết chú thích. Khi tôi tới viếng thăm ngài sáng hôm đó, ngài nói: hôm nay, lão tu sĩ này cũng nhận giới luật, và cởi chiếc nhẫn kim loại ra khỏi tay ngài và đặt vào chiếc bát trước mặt. Chú thích: các tu sĩ thường được biết là không đeo nhẫn, song Đức Gasap Rinpoche thường đeo một chiếc nhẫn như là vật bảo hộ. Hết chú thích. Mặc dù ngài là một bậc tu hành hoàn hảo, ngài nói rằng ngài đã vi phạm nhiều giới luật. Khi thầy tôi mặc y vào, anh xe trúc hỏi liệu tôi có phải trao lại giới nguyện mà tôi đã thọ nhận trước đó không? Và câu trả lời của ngài là: có hai quan điểm tùy theo thừa cao hơn và thừa thấp hơn. Theo thứ tự, theo đại thừa,
Khi phát triển tâm thể tới giác ngộ tối thượng cho mục đích kép là làm lợi lạc cho mình và cho mọi người, không cần thiết phải trao lại giới nguyện đó, giống như một người có thể dán nhiều lớp vàng lên một chiếc tráp. Ngân tôi cho cô nhận pháp danh là Gumei Thupten Gasen và tôi nhận được cái tên Gumei Lapsum Gasen. Tôi cũng được ưu ái thọ nhận trao truyền giải thích về pháp tu sơ khởi mật điển phổ dụng được soạn bởi thầy tôi, cuốn hướng dẫn tới giải thoát, giáo huấn truyền khẩu của một bậc toàn tri, mật điển về ý nghĩa tối hậu cùng với bản tóm lược kho tàng của những giáo huấn tâm linh. Ngay sau khi bậc toàn tri khen xe cho Kiloro tới, ngài được đón chào bởi các tu sĩ tu viện xe chen, những người tới đón chào ngài bằng ngựa. Khi ngài tiến gần tới cộng đồng tu sĩ, họ chơi nhạc cụ, và khi ngài tới khu ở của đất xe chen con chua, tại khu trung tâm nhập thất liên hoa quang, ngài được đón chào bởi vô số các loại hương và kèn hơi. Sau khi dùng trà và cơm, ngài nghỉ ngơi tại khu ở của Ramjam Rinpoche, gần khu ở của bậc thầy tôn quý của tôi. Đức Khensa Choki Lotro đã được mời bởi Khenchen Wangdu tiến hành lễ phong chức Khenpo từ tu viện Ngô, nhưng ngài nói rằng ngài không muốn tiến hành buổi lễ này mà thay vào đó thọ nhận kho tàng của những giáo huấn tâm linh từ Khasap Rinpoche. Đức Khensa Choki Lotro đã nói với Khasap Rinpoche: con đã gặp cậu bé này từ trước và cảm nhận mạnh mẽ rằng cậu ấy chính là một hóa thân của Chamjang Khense Wangpo. Thật tốt là ngài đang chăm sóc và dạy dỗ cậu ấy. Con cũng sẽ làm bất cứ điều gì có thể để phụng sự cậu ấy. Con cầu khẩn ngài trao truyền cho cậu ấy kho tàng của những giáo huấn tâm linh và bốn phần của tâm yếu. Trong tương lai, con cũng sẽ trao truyền cho cậu ấy kho tàng của những giáo lý bí mật quý báu. Chú thích: tiếng Tây Tạng là Rinche Tenchuk, một tập hợp những bảo tàng quan trọng nhất được phát lộ của Padmasambhava, Vilamitra, Vairosana và những học trò thân cận nhất của ngài, được tập hợp lại bởi Đức Samgon Kongchun Lodro Thaje cùng với sự giúp đỡ của Đức Samgan Khense Wangpo. Chúng được xuất bản thành 63 chương bởi Đức Diego Khensen Rinpoche tại New Delhi, Ấn Độ, cùng với sự thêm vào của một vài chương nữa về giáo lý ẩn mật và luận giảng. Đó là một trong năm kho tàng của Đức Samgon Kongchun. Hết chú thích. Trước toàn thể những người tín tâm đã tới cầu đạo và giải thoát, Khasap Rinpoche đã thuyết giảng chi tiết về nhu cầu và mục tiêu của việc kết tập những giáo lý về Đại Pháp Bảo, kho tàng của những giáo huấn tâm linh. Chú thích: kho tàng những giáo huấn tâm linh tiếng Tây Tạng là Dham Nga Trúc, một tập hợp 13 chương chứa đựng những giáo lý của 8 dòng truyền thừa thực hành, được kết tập lại bởi Đức Yamgon Kongchun Lodro Thaje. Đó là một trong năm kho tàng. Hết chú thích. Từ 8 chiếc xe lớn của dòng thực hành được bậc toàn tri Khense Wangpo và pháp vương Yamgon Kongchun, những bậc giống như hai vần nhật nguyệt. Chú thích: 8 chiếc xe lớn của dòng truyền thực hành tiếng Tạng là Guru Chuchu Sintacha, 8 trường phái Phật giáo độc lập đang hằng vượng ở Tây Tạng: Nyima Kadam Mappa Kagyu, Sampa Kagyu Saka, Do Trúc, Nen Trúc, Sise và Cho. Hết chú thích. Biên soạn: ngài cũng giải thích về dòng truyền thừa đáng tin cậy của Đức Xe Chen Gasap, bậc thầy hoàn hảo, đấng chủ hộ mạng Đà La vũ trụ này, và giảng dạy về thái độ đúng và hành xử để thọ nhận giáo lý. Ngài giải thích rằng kho tàng của những giáo huấn tâm linh chỉ dành cho các bậc Khenpo và những hành giả tu tập nghiêm mật, và ngài không cho ai khác xem. Sau đó, ngài viết tên của những người tham gia buổi lễ quán đảnh và chúng tôi đặt lên một dấu hiệu để đánh dấu những ranh giới. Trong một ngày đặc biệt, tôi không nhớ khi nào chúng tôi làm nghi lễ ngăn ngừa và cải thiện từ nghi quỹ Secret Vajrakilaya của Ratna Limpa để tiêu trừ chướng ngại. Trong hai ngày, chúng tôi cử hành chi tiết về nghi quỹ đại dương của sự thành tựu theo truyền thống Mindrolin với nhạc và hát tụng công phu, mở đầu bằng nghi lễ cúng dường chi tiết về sự hoàn mãn ước nguyện tự sinh và nghi thức tế lễ Tara. Buổi giảng giáo lý bắt đầu vào một ngày cát tường với trao truyền qua sự đọc một danh mục nội dung được gọi là ngọn cờ thanh danh cát tường.
Các bậc thầy quý báu của tôi khi đó mặc một chiếc y pháp và bắt đầu bằng bài giảng giáo lý của dòng Ca Đam. Trong vòng hơn 3 tháng, bậc thầy của tôi đã ban những quán đỉnh về kho tàng những giáo huấn tâm linh tại nơi nhập thất của Ngài cho khoảng 20 người. Tôi có được phước báo nhận được toàn bộ quán đảnh, giai đoạn chín mùi và giải thoát, kể từ đầu phần hướng dẫn, ba nội dung về pháp rèn luyện tâm khởi hành từ bốn bám luyến, cho tới ba cấp độ của đại toàn thiện. Chú thích: khởi hành từ bốn bám luyến tiếng Tây Tạng là Zenpa Zipra, bốn giáo lý truyền khẩu của dòng sách ca về sự giải thoát khỏi bám luyến. Chúng được trao truyền theo cách thức chi tiết, trung bình và rút gọn. Ba cấp độ của đại toàn thiện tiếng Tây Tạng là Dzogchen Desum, một kho tàng được Chogyu Limpa phát lộ, được biết đến bởi Dzogchen Desum, trong đó chứa tất cả ba cấp của dòng Dzogchen, hết chú thích. Trong khi quán đảnh Cho từ kho tàng những giáo huấn tâm linh, Khensen Choki Loto đã không thể thổi chiếc kèn trumpet bằng xương đùi tốt, và tôi cũng vậy. Sota, một học trò của Đức Ose Donat, người lần lượt đã là học trò của Đức Pachun Rinpoche, thường ngồi gần tôi. Cậu ấy tiêu phần lớn thời gian của mình ở nơi tách biệt và thực hành cho và thổi kèn trumpet rất tốt. Nhưng bậc thầy chủ trì nghi lễ, Gasap Rinpoche, lại nghĩ rằng cậu ấy đang thể hiện mình. Nói chung, đạo sư Sanchen Gasap dường như sở hữu tất cả các phẩm tính đúng đắn của một bậc thầy được mô tả trong kinh và mật điển. Ngài đặc biệt dựa trên kinh nghiệm của một tầm nhìn cao nhất của đại toàn thiện như nó vốn là. Sau này, khi tôi nghiên cứu quán chiếu và ra vẻ dạy về những khía cạnh này, tôi cảm giác rằng việc có một phước báu được thực sự nhận những giáo lý vàng như vậy giống như ngọc bảo như ý từ bậc thầy quý báu của mình, một vị Phật hoàn hảo, khiến việc sinh ra làm thân người trở nên quý giá, và thậm chí tôi còn cảm nhận được sự cống hiến và niềm cảm hứng trong mình nhiều hơn bình thường. Ngay cả khi đến bây giờ, khi làm ra vẻ giảng dạy cho mọi người về những khía cạnh này, tôi luôn mang bậc thầy quý báu trong tâm và tưởng tượng thỉnh nguyện Ngài để buổi trình bày nghiên cứu được có ý nghĩa. Bậc thầy tôi đã ban phước cho phép thực hành pháp hộ pháp, nhiên dung và dạ xoa phẫn nộ Khandrapala của dòng Sapakagu như một giáo huấn bí mật dành cho hai vị Chamgon Chochun, những bậc giống như hai vầng nhật nguyệt dành cho Vontotruku, bậc thầy nhập thất Kha Trúc và một số người nữa trong chúng tôi. Chú thích: Setrapakla, tiếng Tây Tạng là Ga Con, một dạ xoa trong đoàn tùy tùng của Mahakala sáu tay. Các dạ xoa là tầng lớp bán thiên, thường rộng lượng nhưng đôi lúc gây tác hại. Một vài vị trong số đó là các vị thần địa phương và một số sống trên đỉnh Tu Di, trông coi các cõi trời. Hai vị Yamgon Chokun ở đây đề cập tới Đức Khensen Choki Lotro và Đức Senche Komchu, hết chú thích. Trong khi cử hành nghi lễ, tiệc cúng dường theo nghi thức của dòng Sapakaru kính dâng lên bậc đạo sư, họ hát những bài hát tâm linh ngẫu hứng của Đức Yamgon Komchun, bậc hội chủ của những bí mật với biểu lộ hoan hỷ, chú thích. Bậc hội chủ của những bí mật, một tên gọi của Bồ Tát Kim Cương Thủ, Vajrapani, ở đây ám chỉ Đức Senche Komchu. Đức Hense Choki Loro đã kính dâng cho thầy tôi một chiếc hộp sọ khỉ viền bạc. Chiếc hộp sọ này thầy tôi lại ban nó cho tôi. Khi bậc thầy nhập thất, Kha Trúc thỉnh cầu phương pháp quán tưởng bậc trì giữ trí tuệ ở trong đường kinh mạch trung ương tại tâm của một người. Gasap Rinpoche với vẻ mặt mỉm cười đã ban những bình giảng giải thích chi tiết về biểu tượng ý nghĩa và nguyên nhân của đường kinh mạch trung ương với nhiều trích dẫn từ các mật điển. Khi buổi giảng giáo lý kết thúc, anh Serup nói khi chúng tôi trở về nhà: khi em giảng dạy, anh hy vọng rằng em có thể dạy được giống như Rinpoche đã làm hôm nay. Trong giờ nghỉ trưa giữa hai buổi giảng, Ngài Sechen Konchun nói rằng Ngài đã nhận được một số giáo lý bằng thơ trước đó, nhưng chưa hoàn tất và muốn tôi giải thích chương giữa còn lại cho Ngài. Anh Serup của tôi nói với Gasap Rinpoche: bởi em con còn không biết gì về ý nghĩa của những điểm khó trong bài thơ, sẽ không phù hợp cho em ấy khi giảng thơ cho Komchun Rinpoche. Vậy chúng con phải làm thế nào ạ? Gasap Rinpoche trả lời rằng: Ngài giảng cũng vậy thôi, sẽ tốt khi làm theo và giảng cho Đức Senchen Komchun. Do đó, tôi giải thích bất cứ điều gì tôi biết từ chương giữa.
Tôi vốn quyết tâm hỏi và khai thác chi tiết làm thế nào để cử hành những nghi lễ và làm những chiếc bánh tô ma cụ thể. Cho nên, trong thời gian đó, tôi liên tục thỉnh cầu Đức Sen Chen Công Trun và thị giả của bậc thầy tôn quý của tôi, Đức Giam Giang Lô Xê, một hành giả vĩ đại, về những chỉ dạy từ bi trực tiếp và gián tiếp về làm thế nào để làm bánh tô ma và cử hành nghi lễ, vân vân. Gyatso Rinpoche đang trong quá trình thành lập một trường tu tại tu viện Xe Chen. Và vào một ngày đẹp trời, ngài nói họ nên tổ chức một buổi lễ ra mắt. Trong vòng một vài ngày, Đức Khensen Choki Lotro bàn những giáo lý chi tiết dựa trên luận giảng được viết bởi Đức Khensen Wangpo về trì tụng hồng danh đấng văn thù. Và cùng với Sen Chen Kongchu, Gonto Chokchun, cháu của Gyatso Rinpoche, là Khensen Lotro Rapsen và Khenpo Pakang, buổi lễ được tham dự bởi tất cả những người tham gia buổi giảng, kho tàng những giáo huấn tâm linh. Sau đó, tất cả họ trở thành những hành giả vô song của kinh điển, mật điển và khoa học, được phổ bởi trí tuệ, sự trì giữ, giới luật và thiện hạnh. Nhờ lòng từ bi của một bậc thầy tụng đến từ tu viện Balinka, người đã thỉnh cầu Đức Sen Chen Công Trung trao truyền qua sự đọc toàn bộ những trước tác của Đức Đại Khai Mật Tạng Pháp Vương Gumi Doje và Quán Đảnh Yếu Tính Pho Hiện Thân Chứng Ngộ Ba Gốc từ Jamgon Tenyi Linpa. Tôi cũng có thể thọ nhận được những quán đỉnh và trao truyền này. Thể theo lời thỉnh cầu của Ca Trúc, bậc thầy nhập thất từ tu viện Tassa, tôi nhận được quán đỉnh ân phước từ 8 trưởng tử thân cận của Đức Khensen Choki Lotro. Chú thích: 8 trưởng tử thân thiết tiếng Tây Tạng là Nyebai Rasge, 8 bậc Bồ Tát chính Ksitigapa, Akasagapa Avalokiteshvara, Vajrapani, Maitreya, Savanivarana, Viskambin, Samantabhadra và Mansuri. Hết chú thích. Và nhờ sự thỉnh cầu của một người học trò tín thành khác, tôi cũng thọ nhận quán đảnh tập hội Heruka tối thượng từ Phó Tâm Yếu Đại Quản Trí và quán đảnh nghi quỷ Kilaya Chinh Phục Ma Quân. Những quán đảnh này đều là những mối liên kết pháp đầu tiên của tôi với Đức Khense Choki Lodro. Vào giữa các buổi giảng, khi bậc thầy tôn quý Khasap Rinpoche của tôi hơi ốm, ngài thường nghe Đức Khensen Choki Lotro ban trao truyền qua sự đọc năm chương những trước tác của Đức Selenasok Ranro, ba chương trong bản văn Ấn Độ về Đại Thủ Ấn Mahamudra, những phần trong sự mở rộng của mật điển chứng ngộ, một chương trong cuốn Tinh Yếu Của Trái Tim Đói Khát của Dorje Limpa, và một tập các bản văn từ cuốn Tâm Yếu Của Những Bậc Trì Minh Vương. Tôi cũng có phước báo thọ nhận tất cả những trao truyền trên vào thời gian đó. Nhờ sự thương mến đặc biệt của Đức Khense Choki Lotro dành cho tôi, ngài thường mời tôi ở lại dùng bữa trưa với ngài trong những lúc mưa to, vì nơi ở của tôi khá xa nơi giảng đường. Bởi một mối liên kết với Pháp, ngài đã yêu cầu tôi ban cho ngài trao truyền qua sự đọc những trước tác của Mipham Rinpoche. Cuốn những lưu ý quan trọng về bốn mật điển và một số bản văn khác, tôi đã thực hiện điều đó. Khi nhận được giáo lý, ngài thường làm những điều như để tôi đọc bản văn đó cùng với ngài. Và những lần như thế, mặt trời từ ái tột bậc của ngài hé rạng trong tôi. Nói chung, tất cả những ai nhận được giáo lý trong thời gian đó đều là những học giả uyên bác và là những bậc tài đức tuyệt vời. Do đó, trong khi bậc kim cương trì Sechen Gyatso đang chuẩn bị cho lễ quán đảnh, hai vị Jamgon Chokchun, thường ban giáo lý và các học trò khác thường tích tập 100.000 lễ lạy hoặc thiền đại thủ ấn và đại toàn thiện. Hai vị Chokchun và những người khác thường trao đổi những tác phẩm của họ. Một ngày khi chăm chú nghiên cứu giáo lý tranh luận và viết, Gyatso Rinpoche, đấng hội chủ của Mạnh Đà La, nói rằng bằng việc quan sát những hành động của hai vị Jamgon, thông qua những mối quan hệ tương thuộc, trong tương lai, những luận giải, những tranh biện và những trước tác của các ngài giống như những giáo lý đã hưng vượng tại khu vườn Nalanda Vinh Quang. Chú thích: tiếng Phạn là Nalanda, trường tu học nổi tiếng được xây dựng ở quê hương của Sariputra cách Bồ Đề Đạo Tràng ở Bihar về phía Bắc. Trường Nalanda có một lịch sử dài và vinh quang, và nhiều bậc thầy đại thừa vĩ đại nhất đã sống, nghiên cứu và giảng dạy ở đó. Trường đã bị phá hủy vào khoảng năm 1200. Hết chú thích.
Trong thời gian nghỉ, khi tôi gặp bậc thầy tôn quý của tôi trên đường ngài đi vệ sinh, ngài mỉm cười nắm lấy tay tôi trong tay ngài và đề cập đến việc nhận một phối ngẫu của tôi trong tương lai. Nói đùa rằng, những chú ong đợi hợp nhất cho những bông hoa chưa khai nở. Trong suốt thời gian đó, ngài vuốt đầu tôi bằng bàn tay của ngài. Chú thích, bông hoa chưa nở chỉ một bậc phối ngẫu có phẩm chất, nghĩa là sau này ngài sẽ lấy vợ. Hết chú thích. Mặc dù lúc đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ, tôi có một niềm tin tưởng chắc chắn vào bậc đạo sư của tôi, và vì tôi chưa tham gia vào bất kỳ hành vi nào trong những hành vi trên vào thời gian đó, tôi tự hỏi ngài ngụ ý điều gì. Tôi trở nên khá lo lắng, cho rằng bằng trí tuệ của mình, ngài có thể thấy rằng trong tương lai, tôi sẽ trở thành một ông già xấu xí. Bất kỳ khi nào bậc thầy quý báu của tôi ban một quang đảnh sâu sắc, khuôn mặt của ngài rạng ngời chói lọi. Và một dịp, khi hướng cái nhìn của ngài và chỉ ngón tay của ngài vào tôi trong một chỉ dạy khai mở, tôi cảm thấy vì lòng phụng sự còn giới hạn của mình, tôi thấy bậc thầy tôi như một người bình thường. Trong khi thật tế, ngài chính là Guru Padmasambhava, Đức Phật thứ hai, đến từ Udayana, bàn quán đảnh cho 25 đại đệ tử của ngài. Khá thường xuyên, tôi tin rằng không có sự khác nhau về cao hay thấp trong những chứng ngộ, từ thị kiến của Padmasambhava và bậc thầy tôi. Và do đó, tôi thỉnh cầu thầy tôi. Anh trai Serup luôn nói về câu chuyện cuộc đời của Mipham Rinpoche, và anh Sange Nyempa cũng kể với lòng sùng mộ về không gì khác ngoài những phẩm chất vĩ đại của những bậc thầy của tôi. Nhờ nghe những điều này, tôi cảm thấy tin tưởng và nhiệt tâm phụng sự tới tất cả những người bạn tâm linh của tôi, và hiểu rõ rằng việc nhìn thấy tất cả những điều họ làm không có gì ngoài điều thiện lành là thế nào. Khi tôi đọc một loạt những chỉ dạy do bậc thầy quý báu của tôi đã viết về đề tài phụng sự đạo sư, tôi bắt gặp một dòng thơ ngài đã từng viết cho bậc toàn tri Mipham Rinpoche, ca ngợi Rinpoche đã chứng ngộ ý nghĩa của những giáo lý kinh và mật điển sâu rộng về 8 chiếc xe lớn trong dòng truyền thừa thực hành. Mipham Rinpoche đã viết phúc đáp bằng thơ. Sau khi đọc những dòng thơ này, tôi được khơi cảm hứng viết 10 dòng thơ giống như vật phẩm cúng dường cho sự hiểu rõ của tôi. Khi tôi dâng bài thơ cho bậc thầy tôi, ngài đã rất hài lòng. Nhưng khi tôi kiểm tra kỹ lưỡng sau đó, chúng thậm chí còn không phải là những ngôn từ kinh nghiệm về bản tính tự nhiên của tâm, mà chỉ là sự hiểu rõ của tôi. Nói chung, vì tôi là một thành viên trong một gia đình cao quý và có một chức danh tru cu, các vị thầy hướng đạo tôi không tỏ ra điều gì ngoài sự thương mến tôi và không bao giờ mắng mỏ hay phô bày những khuyết điểm của tôi, nên tôi tỏ ra tự phụ và kiêu ngạo quá đà. Khi tự hỏi mình nếu bậc thầy quý báu của tôi hoàn toàn không quan tâm gì tới điều này, tôi sẽ cảm thấy thật khủng khiếp sau đó. Mặc dù nếu đưa những dòng thơ đó vào đây là phù hợp, tôi đã lỡ để thất lạc chúng. Đức Khansen Choki Lotro cử hành nghi lễ giải thoát bằng chiếc chìa khóa vàng để ngăn ngừa chướng ngại dành cho bậc thầy tôn quý của tôi, và tôi cũng có được ưu ái nhận được. Chú thích: giải thoát bằng chiếc thìa vàng tiếng Tây Tạng là Chaeron, một nghi lễ loại trừ ảnh hưởng gây hại của những tai họa. Hết chú thích. Khi Đức Ramamati thỉnh cầu bậc thầy quý báu của tôi quán đảnh pháp văn thù đỏ của Mipham Rinpoche giúp tăng củ cải và trường thọ, cũng là phép quán đảnh kết hợp bởi Sange Linpa và Dudu Doje dựa trên những bản văn viết tay của Mipham Rinpoche, tôi cũng có được phước báo thọ nhận pháp đó. Vào thời gian đó, bậc thầy tôn kính của tôi đang có một tập hợp những bản văn viết tay của riêng ngài. Cuốn tập hợp những chỉ dạy được khắc tên trên thanh gỗ, yêu cầu tôi chỉnh sửa và giám sát quá trình khắc. Do đó, tôi đọc chúng rất kỹ càng. Khi tôi đọc đến chương trang hoàng của sự từ bỏ, một lời nhắc nhở cư ngụ nơi hẻo lánh, điều này có thể chuyển hóa nhận thức của tôi và khiến tôi ước mong từ bỏ tất cả những mối quan tâm thế gian của đời này và ở độc cư giống như bậc thầy quý giá của tôi để chứng ngộ đại toàn thiện. Ý tưởng này trở nên kiên cố, thường xuất hiện trong tâm tôi khi tôi đọc đi đọc lại bản văn với lòng sùng mộ và khát khao khi ngồi trên một mảng cỏ khô trên sườn núi. Do đó, tôi tự hỏi mình không biết đó có phải là một tập khí của quá khứ. Tôi cũng viết nhiều bài ca rải rác,
kể cả liên quan hay không liên quan, và thỉnh cầu trao truyền qua sự đọc về những tác phẩm được lựa chọn từ những thước tác của Mi Phạm Rinpoche, từ Đức Khen Sen cho Kỳ Lô Trô.